Với những mẫu dao chất lượng thì tại lò rèn Thảo vừa mới ra lò, đăng tải cho bà con nhà mình về những mẫu dao trong bếp mà tất cả các bác trên đất nước Việt Nam này đang biết tới cơ sở em. Đầu tiên bà con sẽ phải chọn một cái chất nhíp cao cấp và chất lượng của nó như thế nào. Thì bà con nhà mình cứ xem ở video này của em và xem ở kênh của em đã được hàng nghìn những cái lời bình luận khen những mẫu dao này nhà em. Đấy, và hiện tại thì lò rèn bên em thì đã nổi tiếng khắp đất nước Việt Nam này rồi. Với những dòng dao thì em đang làm tất cả, đây là dao mèo này bà con này. Đây là dao mèo. Đấy, với các bác mà đi rừng ấy thì đang rất cần những mẫu này. Thì em cũng báo giá luôn, nó là 250 nghìn một con. Sống 7 đi, chặt tre, chặt gỗ cứng thoải mái cho em nhé. Còn nếu như mà bác làm chặt xương heo, chặt gà, chặt vịt mà muốn sang ấy, muốn sang, muốn xịn ấy, thì sử dụng dòng pa da trắng này, 250 nghìn đồng cho một con, 3 chốt đinh. Trên dao có in tên Thảo PS để bảo hành cho tất cả các bác khi mua video này, với giá là 250 nghìn. Tặng cho các bác một viên đá đi theo, chuyên để mài dao. Đấy nhá. Đó, một cái con nào mà tặng đá thì em nói luôn nhé. Còn đây là con 30cm với giá là 260 nghìn. Tặng theo một viên đá 3 chút đinh dòng thủ phẩm này. Và đây là con 35cm. Em cũng tặng luôn cho các bác một viên đá luôn. Con này là 280 nghìn. Cái bàn to để các bác chặt gà, chặt vịt thì cực kỳ là sang. Không bao giờ lo han gì, nếu han gì trả lại em luôn. Không lấy tiền nhé. Còn các bác có thể kết hợp thêm một con dao thái thịt ba chỉ này. À, con này cũng là con chặt gà. Con này là con ba ly chặt gà. Còn con này là con này là con thái thịt ba chỉ này. Nếu như các bác anh nhà mình muốn một con dao thật xịn mà thái trong bếp, không bao giờ gì xét ấy, mà lúc nào cũng sạch dao, tay của nó là tay trúc đẹp như này. Con này 150 nghìn đồng cho một con ạ. Và con này là 250 nghìn đồng cho một con nhé. Chặt gà sống ba ly, cực kỳ là đỉnh luôn. Để có thể kết hợp một đôi luôn như này để em miễn phí ship luôn về tận nhà nhé. Còn bác nào anh nào mà đang muốn sử dụng dao mèo chất lượng thì hiện tại em có dao mèo 20cm, 25, 30 và 35cm đều có vỏ hết nhé. Đây ạ, anh nào mà sưu tầm mà chơi ấy, thì em đang có một con dao mèo, các anh nhìn này. Riêng cái cổ này của nó đã giá trị bằng bao nhiêu những con dao khác rồi. Ba chút đỉnh, tay mun vần sống gỗ rất chi là đẹp như này. Em báo giá luôn tới anh em nhà mình nhé. Con 25-20cm này là giá 300. Con 25cm là 350. Con 30cm là 400. Và con 35cm là 450. Thép trắng nhá. Còn bộ mun đen thì là một bộ truyền thống rồi. Rất nhiều bác, nhiều anh hỏi em là dùng dao thì dao là sắc bén hơn. Thì chia sẻ với các bác nhà mình là đây là dòng con dao này nó chỉ có 4 ly thôi. Để mà chặt cứng thì con dao đen nó sẽ khỏe hơn. Con dao đen 20cm này, tất cả con này là sống 6 ly nhá. Anh em nhé, 6 ly. Thì con này với giá là 300 nghìn bao gồm cả vỏ. Con 25cm là 350. Con 30cm là 400. Cả vỏ này, 7 ly. Quá đẹp, đáng lưỡi hết lưng cùi. Và con 35cm thì giá của nó đang là 420, bao gồm cả vỏ và miễn phí ship từ thật nhà các anh nhé. Đấy, còn về bên này thì đây, nếu anh nào mà muốn chặt xương trâu, xương bò, xương cứng ấy, thì mình sử dụng những con này cho em. Em đang có 20cm. Đây ạ, như các bác nhìn này, tay bùn đen tuyền luôn, sống là sống 5 ly, chặt xương cực đã luôn. Trên dao có in tên Thảo PS để bảo hành cho tất cả các bác, với giá là 200 nghìn. Còn con này 25cm 5 ly với giá là 240 nghìn, 25cm nhé. Và con này là 30cm với giá là 250 nghìn. Và con này là 35cm với giá là 260 nghìn. Chặt xương, chặt gỗ cứng, chặt thoải mái cho em. Và riêng ở bộ dao này, mỗi một con em sẽ tặng cho các anh nhà mình một viên đá mài ở bộ này nhé. Mỗi mua mỗi một con em tặng cho một viên đá mài trị giá 50 nghìn. Bác nào mà mua thêm con này là 50 nghìn. Con dao mèo thì em không tặng đá nhé. Đấy, nói với các bác là dao mèo là không tặng đá, chỉ có những bộ dao bếp này thôi. Còn con này ạ, con này con dao thái trong bếp mà em làm mấy con mẫu mới làm hàng đặt cho một bác. Con này em đang làm 150. Hôm nay có 3 con, em sẽ gửi cho các bác anh với giá là 100k. Khuyến mại tặng các bác là 100k nhé. Chưa bao ship được các bác ạ. Quá là chất luôn. Đây ạ, đây, có 3 con. Đấy, còn về trên này là bộ dao mèo không vỏ thì giá của nó thấp hơn các anh nhìn. Nhớ lưu ý về chất nhíp nhá, con này là 30cm này. Em báo giá luôn, anh nào mua con không vỏ là 30cm em lấy 260 nghìn. Các anh nhớ phải chọn chất nhíp chuẩn vì là mới làm một con dao chuẩn nhá. Nhíp chuẩn và thợ làm ra con dao cũng phải là thợ lâu năm. Thì con dao của bác mới sắc bén, mới bền được, sống bền đi. Các anh nhìn này, quá là chất luôn.
Đây, bác là anh nào mà đang cần một con dao mèo siêu đẳng cấp tay muôn cổ đồng ba chút đính chất như này, nhớ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại trên nhé. Còn đây là bộ dao quắm. Dao quắm này hiện tại thì em đang có rất chi là nhiều mẫu đây ạ. Chia sẻ với các bác anh, con này là 180.000, con này là 150.000, con này là 250, con này là 350, con này cũng là 350 và con này là 400 tay hương. Đấy, siêu đẳng cấp luôn, bảy đi nhá các bác anh nhé. Đấy, bác là anh nào mà xem cái bộ dao quắm đi rừng thì nếu mà chất lượng thì hãy đến bên em. Còn trên này thì sao ạ? Trên này thì hiện tại em đang có một bộ dao thép đen 3 cây. Bộ này em đang giảm giá cực kỳ là sâu. Một bộ sẽ có 3 cây này, tay mùn rất chi là đẹp. Bộ này có con chật gà, con thái, con lóc, 350.000 đồng một bộ. Tặng cho các bác một con dao nhỏ 100.000, tặng cho bác thêm một viên đá miễn phí ship tới tận nhà. Còn đây thì sao ạ? Đây em có dao bầu này, dao bầu này, dao phi lê này 150 một con này. Dao phi lê này thì nói thật cả nghìn bác trai đã yêu quý bên em về cái dòng dao này, bởi vì nó quá chất luôn. Và đây là con dao thái thịt này, 150.000 đồng cho một con, trên dao của em lên thảo PS này. Và đây là một con dao bầu với giá là 200.000, em đang làm hàng bạc để cho các bác anh nhà mình sử dụng trong nhà bếp nhé. Để bác là anh nào mà xem được video này mà đang muốn đặt những con dao chất lượng với cái giá tại lò uy tín, nhớ đăng ký kênh nhé. Và số điện thoại thì em đã ghim trên góc màn hình, nhớ gọi điện trực tiếp với em để đặt những bộ dao tốt nhất nhé. Cảm ơn các bác anh nhiều ạ.